Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin khi Đảng cũng phải tự kiểm duyệt, chống quân 3 chấm xâm lược. Hành động hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam khi viết lại lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979 khiến rất nhiều người bức xúc. Tác giả Trạch Văn Đoàn đã có bài phân tích việc này với tựa đề là khi Đảng cũng phải tự kiểm duyệt, chống quân 3 chấm xâm lược. Bài này được đăng trên trang Blogger của Đài Á Châu Tự Do. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2009 ở Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã tổ chức công bố văn kiện Đảng toàn tập. Đây là lần đầu tiên toàn bộ các văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến thời điểm đó được tập hợp để xuất bản một cách có hệ thống. Trong các bản tập in văn kiện vào năm 1979-1980, những phần liên quan đến cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979, từ Trung Quốc bị cắt bỏ, thay bằng dấu 3 chấm. Đây là hình ảnh người dân tưởng niệm ngày Trung Quốc mở cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam 17 tháng 2 năm 1979 ở Hà Nội vào hôm 17 tháng 2 năm 2016. Ví dụ các văn kiện của Đảng thời đó viết chống quân Trung Quốc xâm lược thì văn kiện Đảng toàn tập ở thập niên 2000 khi in lại đã tự kiểm duyệt thành chống quân 3 chấm xâm lược. Dưới đây là ảnh chụp vài trang trong các tập 40, tức là văn kiện năm 1979 và 41 của năm 1980. Toàn văn bộ tư liệu này có trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở điểm nói trên, cả bản in và bản online đều giống nhau. Hai chữ Trung Quốc đã bị Đảng cắt bỏ, thay bằng dấu 3 chấm. Trang 117 tập 40 viết rằng, quyết định của Bộ Chính trị thành lập Quân đoàn 5 thì viết, căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 3 chấm. Không rõ Đảng Cộng sản Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của ai, vì quân xâm lược được ghi bằng dấu 3 chấm như vậy. Tập 40, trang 118, in quyết định của Bộ Chính trị vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 về việc thành lập quân khu thủ đô cũng viết rằng, căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 3 chấm, xét đề nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Không rõ ai xâm lược và Đảng thành lập quân khu thủ đô để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của ai. Tập 40 của năm 1979, trang 131, in thông chi của Ban Bí thư vào ngày 26 tháng 3 năm 1979 về việc bảo vệ tài liệu của Đảng cũng viết rằng về cuộc kháng chiến chống bọn phản động 3 chấm xâm lược. Không ai biết hồi đó Đảng chống bọn phản động xâm lược nào. Xem tập 40 trên trang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 41 in các văn kiện vào năm 1980, trang 18 thì viết rằng cảnh giác trước việc Mỹ và 3 chấm xúc tiến liên minh quân sự. Cũng không biết Mỹ xúc tiến liên minh quân sự với ai và Đảng phải cảnh giác với ai. Đây là hình ảnh văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều trang ghi cuộc chiến tranh xâm lược 3 chấm, chứ không ghi rõ đó là Trung Quốc. Tập 41 trên trang Đảng Cộng sản Việt Nam, cả hai tập 40 in các văn kiện vào năm 1979 và 41 in các văn kiện vào năm 1980 đều được xuất bản năm 2005 tại Hà Nội. Vào năm 2005, vào ngày 17 tháng 1, đầu năm mới, Trung Quốc giết hại ngư dân Hậu Lộc, Thanh Hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam lúc đó vẫn chưa xảy ra các điểm nóng biểu tình chống Trung Quốc như mấy năm sau đó. Và việc xóa bỏ ký ức cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc của năm 1979 ít nhất được thực thi sớm hơn thời điểm xuất bản tập 40 và 41 của văn kiện Đảng toàn tập. Mới đây, trên trang Diplomat, tác giả Travis Vincent cho biết, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 của Việt Nam vào năm 2001 chỉ dành có 24 dòng cuối sách để kể lại cuộc chiến tranh, nhưng đến phiên bản vào năm 2018, phần kể lại cuộc chiến tranh này chỉ còn có 11 dòng. Bài viết nói trên của Travis Vincent cũng dẫn lời một giáo viên trung học môn sử ở Hà Nội phân tích về chiến thuật của người soạn sách và hệ thống thi cử để khiến học sinh không học những đoạn ngắn ngủi đó như sau. Đưa vào cuốn sách giáo khoa, tức là học ở thời điểm cuối lớp 12 khi học sinh phải căng thẳng thi tốt nghiệp trung học, và Bộ Giáo dục không bao giờ đưa nội dung cuộc chiến năm 1979 vào đề cương ôn thi, nên giáo viên cũng không dạy và học sinh cũng không học. Như vậy, 11 dòng về cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa vào sách giáo khoa chỉ để điểm danh mà thôi.
Đây là hình ảnh tù binh của Trung Quốc bị Việt Nam bắt giữ vào tháng 2 năm 1979. Một bên soạn thật ngắn và bố trí ở cuối cuốn sách, một bên không đưa vào đề cương ôn thi đại học. Người soạn sách giáo khoa và lãnh đạo ngành giáo dục đã phối hợp cùng nhau để vô hiệu hóa 11 dòng ngắn nổi đó. Có thể nói những biểu hiện nói trên trong sách giáo khoa và ngành giáo dục ở Việt Nam có thể chỉ là ngẫu nhiên hay không, câu hỏi được đặt ra. Và việc Đảng Cộng sản Việt Nam tự kiểm duyệt văn kiện của chính mình, không dám nhắc đến tên Trung Quốc, ngay cả khi in lại văn kiện cũ. Chứng tỏ vào thời điểm đó, năm 2005, chính sách xóa bỏ cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc khỏi lịch sử là một chính sách nhất quán, được chỉ đạo từ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng xuất bản bộ văn kiện Đảng toàn tập cũng có thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phan Diễn là Chủ tịch Hội đồng, Nguyễn Đức Bình là Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Di Quý, Đặng Xuân Kỳ và 9 vị khác. Ông Nguyễn Phú Trọng khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Một số học giả cho rằng từ sau năm 2014 khi Trung Quốc đem giàn khoan 981 vào sâu vào quyền kinh tế của Việt Nam, thái độ của chính phủ Việt Nam đã thay đổi. Nhiều buổi lễ kỷ niệm cuộc chiến được phép tổ chức. Tuy nhiên, các học giả này chưa lưu ý đến sự thực là tác nhân tạo ra sự thay đổi này là các cựu chiến binh, chứ không phải nhà nước Việt Nam. Họ tự tổ chức các buổi tưởng niệm đồng đội của họ hy sinh vào năm 1979 ở chiến trường Vị Xuyên năm 1984. Họ là những người nhà nước không thể đàn áp, cũng không tìm được lý do để đàn áp. Mặt khác, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 vẫn tiếp tục duy trì độ dài 11 dòng về cuộc chiến tranh xâm lược vào năm 1979 và bố trí ở tận cuối cuốn sách. Học vào thời điểm sắp thi tốt nghiệp và nội dung này không được đưa vào đề cương ôn thi, nên hiếm có giáo viên và học sinh nào dạy và học về nó. Đây là hình ảnh một đơn vị pháo binh của Việt Nam chống trả lại quân Trung Quốc xâm lược dọc đường biên giới 230 km ở tỉnh Lạng Sơn với Trung Quốc vào ngày 23 tháng 2 năm 1979. Cuối cùng, sau một vụ giàn khoan 981 năm 2014, lúc này lúc khác, nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã có những động thái tưởng nhớ về cuộc chiến. Nhưng cách tưởng niệm dường như là để nắm lấy ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc, tương tự như cách họ xuất hiện cùng đội tuyển bóng đá mỗi khi thắng trận bóng nào đó, nhiều hơn là nhận thức do đúng đắn về lịch sử. Cuộc tiến công vào năm 1979 của Trung Quốc là một cuộc xâm lược, nhưng nó nhằm đến việc đánh chiếm lãnh thổ như các cuộc xâm lược trước đó. Việt Nam bị đánh vì lãnh đạo Hà Nội là Lê Duẩn đã mắc những sai lầm có tính lịch sử khi không thể nhận thức đúng đắn và sự xoay chuyển của cục diện quốc tế đương thời. Xóa bỏ khỏi ký ức dân tộc về cuộc chiến xâm lược vào năm 1979 của Trung Quốc cũng nguy hiểm, giống như kích động tinh thần chống Trung Quốc bằng mọi giá. Trên mọi lĩnh vực, chống chỉ để chống mà không có mục tiêu cụ thể gì như thời Lê Duẩn thập niên 1980. Sử dụng chủ nghĩa cực đoan của dân tộc là điều không thể tránh khỏi đối với người làm chính trị thời nay, nhưng sẽ là một nguy hiểm cho một nước Việt Nam nếu như trong nội bộ các vị lãnh đạo không hiểu đúng bản chất của cuộc chiến năm 1979. Tác giả Trạch Văn Đoành đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. 43 năm trước, cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng hết sức đẫm máu đã diễn ra giữa hai nước, giữa Trung Quốc và Việt Nam, từng được mệnh danh là hai người anh em cộng sản. Trung Quốc tuyên bố muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi đó. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, 600.000 quân Trung Quốc và 9 quân đoàn chủ lực gồm hơn 2.500 khẩu pháo, 500 xe tăng và thiết giáp đồng loạt vượt biên giới tiến vào 6 tỉnh của Việt Nam bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu. Vào ngày 18 tháng 2 năm 1979, trang nhất tờ báo Nhân dân của Việt Nam đăng toàn văn tuyên bố của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc và nêu cao quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình cũng tuyên bố
Trung Quốc đã đạt được những chiến thắng về chính trị và chiến thắng chung cuộc. Đồng thời khẳng định quân Trung Quốc đã có thể tiến thẳng tới Hà Nội nếu muốn. Thống kê cho thấy phía Trung Quốc có 21.700 người chết và bị thương, còn phía Việt Nam có 60.000 người chết và bị thương. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng chia sẻ cảm xúc của ông với tư cách là một người lính vào thời điểm đó như sau. Mỗi năm đến ngày 17 tháng 2, tôi lại cảm thấy như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cái khí thế hừng hực, hào hùng của những năm chống bành trướng Trung Quốc và chống Khmer Đỏ để bảo vệ đất nước, nó khác với tâm lý hiện nay. Hiện nay, riêng bản thân tôi thì vừa tự hào vừa ấm ức vì có một cái gì đó trong quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước giữa Việt Nam và Trung Quốc mà chúng tôi vẫn chưa được nghe giải thích. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có phải cả Phật giáo và Đảng Cộng sản đều đang khủng hoảng hay không? Hiện nay đang có nhiều ý kiến cho rằng ở Việt Nam dù không chính thức nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi Phật giáo như quốc giáo. Các biểu hiện suy thoái của đạo Phật là văn hóa, tôn giáo nặng nề, hình thức và lễ nghi, trong khi nội dung, đạo học và tu chứng dần khô cạn. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã có bài bình luận về Đảng Cộng sản và Phật giáo ở Việt Nam dường như đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, giống nhau, được đăng tải. Ông nói, tôi nhận thấy một mặt ở Việt Nam số tăng sĩ thì rất đông, chùa chiên lớn và nhiều, nhưng mặt khác, đời sống tinh thần trong xã hội đi theo giáo lý thì nông cạn và thậm chí có nhiều nơi đang thoái trào. Đây là hình ảnh hàng loạt núi đồi đã bị phá nát để xây chùa trong một cuộc đua bất tận, tạo ra chùa to, tượng lớn, tranh giành ảnh hưởng tâm linh, hay nói đúng hơn đó là trào lưu kinh doanh Phật giáo khắp lãnh thổ Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam khi Phật giáo đi vào khủng hoảng. Cuối đời nhà Lý và nhà Trần, hai triều đại mà Phật giáo là quốc giáo cũng đã trải qua sự thoái trào như hiện nay. Và câu hỏi đặt ra là có phải lịch sử Việt Nam đi song hành và chia sẻ chung số phận với đạo Phật hay không? Nhìn vào hiện tình chính trị cộng quyện của công quyền và tôn giáo, ta phải hỏi tại sao Phật giáo có vẻ như đã gần gũi với người cộng sản và chế độ này hơn là các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Tạm gác qua một bên các yếu tố về lịch sử, ở đây chúng ta hãy thử hình dung cùng suy nghiệm về hiện trạng đạo Phật từ góc độ tôn giáo, nhấn mạnh về bản sắc giáo lý và phương cách tiếp cận trong bối cảnh văn hóa và con người Việt Nam đương đại, nhằm tìm hiểu bản sắc quan hệ này trong những thay đổi và chuyển tiếp của Phật giáo và của Đảng Cộng sản. Cùng nhịp thay đổi và chuyển hóa tôn giáo trên thế giới. Mọi tôn giáo đều phải được thay đổi theo thời tính và trình độ ý thức quần chúng. Thiên Chúa giáo qua 2.000 năm lịch sử đã trải qua nhiều giai đoạn phân hóa, cải cách, chuyển hướng. Phật giáo cũng như vậy. Phật giáo khắp Á Châu cũng đang đi tìm một thời gian mạt pháp trong các quốc gia mà quần chúng Phật tử đang chuyển hóa, ngã thức theo khung tham chiếu của phương Tây thuần lý tính. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình như vậy. Đây là hình ảnh một lễ Phật đàn đã được Học viện Phật giáo ở Hà Nội tổ chức vào trước đây, đã trưng bày bức tranh vẽ ông Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức Phật. Một sự gắn ghép lạ lùng đem Phật giáo gắn với một nhân vật chính trị có rất nhiều lịch sử cá nhân mờ ám, gian tà. Cách đây 50 năm, ở quốc gia ấy, Phật giáo vốn là quốc giáo, nay thì hơn nửa tín đồ Phật giáo đã cải đạo theo Thiên Chúa giáo trong các hệ phái Tin Lành. Tuy nhiên, hiện tượng suy vong hay hưng thịnh của đạo Phật ở Hàn Quốc, Việt Nam hay trên thế giới, nhất là ở châu Á, vẫn còn dung chứa nhiều chiều hướng mâu thuẫn và đối nghịch lẫn nhau. Ở các quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn, đạo Phật bị phân hóa làm hai ngả chính như sau. Một là sự bình dân hóa cho khối quần chúng mang trình độ tự ý thấp kém. Một đằng kia thì nó trở nên một thể dạng trí thức hóa giáo lý nhà Phật thành một hệ thống triết học cao cấp dành cho tầng lớp trí thức ưu việt. Theo nguyên lý của Ấn giáo thì khối Phật giáo bình dân đi theo chiều hướng tịnh độ.
nhấn mạnh đến cứu độ và sức mạnh huyền niệm ngoại thân. Khối Phật giáo trí thức trái lại coi vấn đề nhận thức luận là điểm yếu, họ xem đạo Phật chỉ như một triết lý sống, một con lộ trí tuệ cho cá nhân. Đây là con đường Jnana Yoga trong truyền giáo Ấn Độ. Cả hai khuynh hướng trên đang duy trì đạo Phật ở hai bình diện. Một là từ góc độ xã hội và văn hóa bình dân, hai là về triết học cho sinh hoạt tri thức của giới trung lưu. Thời sau, coi trọng việc học hành thiền như một công việc đối trọng với cuộc sống, như là phép chữa bệnh lý căng thẳng trong đời sống đô thị thời công nghệ kỹ thuật nhiều sức ép. Đây là hình ảnh chùa Bái Đính, nơi mà người dân mô tả rằng các nhà đầu tư xây dựng khu sinh thái tâm linh này hàng tháng phải đem xe tải đến chở tiền cúng dường về chia nhau. Phật giáo ngày nay ở châu Á hay Việt Nam do vậy hiện diện trong xã hội và tâm trưởng con người một cách bàng bạc, nhưng thiếu trật tự tổ chức cũng như là năng lực giáo lý. Nó là biểu dấu cho một tôn giáo đang suy tàn, đang trở nên nội dung văn hóa hơn là một tôn giáo như ở các tôn giáo khác. Khi trí thức, chuyên gia, giới trung lưu không còn đến chùa, khi cơ sở chùa chiền, niệm Phật, đường bị bình dân hóa với nhiều hình thức phong hóa mê tín, đạo Phật đã mất hết năng lượng tinh hoa của nó, để chỉ còn là những biến dạng nặng nề về lễ nghi và hình thức. Đạo Phật ở Tây Âu, Mỹ và những nhược điểm cơ bản của nó. Trong khi đó, ở các nước Âu, Mỹ, trình độ tự ý thức của người dân chúng đã lên nấc thang khá cao, đức tin trong đạo Chúa giảm, thì đạo Phật giáo, nhất là phân nhánh Tây Tạng, lại đang được một số đông tầng lớp trí thức gia nhập, nhất là trên bình diện học thuyết nhấn mạnh năng lực ý lý tính kèm theo phương pháp hành thiền nhằm chuyển hướng đời sống nội tâm cho cá nhân. Hai nhân vật giáo, Phật giáo từng đóng vai trò trọng yếu trong phong trào Phật giáo ở Âu Mỹ trong vòng mấy thập niên qua là vị Đạt Lai Đạt Ma 14 của Tây Tạng và thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Việt Nam. Sách vở và các buổi thuyết pháp của hai vị này được đón nhận đông đảo và nhiệt tình bởi khối quần chúng trí thức ở Âu, Mỹ. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc sinh thời đã đem lại cho xã hội phương Tây một cách diễn giải Phật giáo, giúp họ giải quyết ít nhiều một số vấn đề tâm lý hiện đại. Hình ảnh ông đang giảng cho trẻ em ở Pháp. Tuy nhiên, nếu ta đọc Ken Weaver, một triết gia người Mỹ đương thời đã thấy một nhược điểm của phong trào Phật giáo ở phương Tây, nhất là ở Hoa Kỳ. Tóm lại, Weaver nhấn mạnh rằng khối Phật tử Tây Phương trong phong trào Phật và thực hành thiền định đang bị nhiễm một tình trạng bất cập giữa bản sắc ngã thức khiêm tốn đối với một trình độ đạo học cao cấp. Weaver gọi hiện tượng này là ngã thức bị thổi phồng quá mức so với bản sắc tiến hóa của mình, vốn chưa được nâng lên một trình độ cần thiết và tương xứng cho đạo lý nhà Phật. Ông cũng gọi hiện tượng thổi phồng này là hùng vĩ tự cao. Đây là vấn đề mà rất nhiều tín đồ Phật giáo khắp thế giới mắc phải, nhất là giới tăng sĩ, đặc biệt ở Việt Nam ngày nay. Để rồi họ trở nên những cá nhân rất tự cao, đầy ngã mạn và phần đông mang thái độ khinh người đối với tha thần. Cần thiết hơn họ phải mang đức tính khiêm tốn thực tình, chứ không phải khiêm tốn hình thức, và thực hành hạnh từ bi, bố thí, làm việc thiện nhằm giải hóa năng lực ngã mạn và vị kỷ. Hiện trạng mở cửa tu hành quá rộng, quá dễ để cho hầu như bất cứ ai cũng có thể trở thành tăng sĩ Phật giáo là cả một thảm họa. Bỏ qua các thành phần lợi dụng hay mưu đồ kinh tế, thì đối với các Phật tử, dù thành tâm bao nhiêu, khi đứng ra lập chùa, tự tin là chính mình không cần qua quy trình tuyển chọn và huấn luyện từ các học viện giáo lý mà không được hướng dẫn và chỉ dạy bởi tăng sĩ cao cấp hơn, thì họ sẽ trở thành nạn nhân của chính mình và hoàn cảnh thực tế. Trong bối cảnh đó, các tu sĩ non nớt với số vốn văn hóa khiêm tốn, nhân cách chưa trưởng thành không thể là những ngọn đuốc khai sáng cho mình và thế gian. Trái lại, rất đông đã trở nên đầu mối hỏa hoạn cho làng xóm. Về phía công giáo thì gần như ngược lại, đây là nguyên nhân tại sao ở trong nước cũng những tai tiếng về tu sĩ hầu hết đến từ phía Phật giáo mà rất ít nghe từ phía công giáo. Đây là hình ảnh một buổi lễ công giáo ở dòng Chúa Cứu Thế. Riêng về phần nhân cách,
đối với tu sĩ công giáo nhờ vào trật tự đẳng cấp của giáo hội, sự tuyển chọn và huấn luyện có quy trình nghiêm ngặt, cộng thêm vào tín lý, dựa vào đức tin tới một thứ bậc cao hơn mình, nên chúng ta có thể thấy rằng, xin phép nói thẳng là các tu sĩ công giáo nhìn chung có vẻ ít ngạo mạn, mang cung cách khiêm tốn hơn các tăng sĩ Phật giáo. Mẫu số chung giữa số phận cộng sản và số đông tín đồ Phật giáo như thế nào? Trong khi nhân loại nói chung ngày càng trưởng thành hơn về năng lực, ngã thức, thì dân Việt trái lại càng đi thụt lùi về cá tính và nhân cách. Vì tự bản sắc nói cho cùng thì mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khởi đi là một Phật tử bình dân. Về mặt quốc gia thì sự xuống cấp về chất lượng con người, ít nhất là về bình diện đạo đức công dân, đang tạo ra khủng hoảng chính trị lớn cho đảng cầm quyền. Như cuối thời nhà Lý và nhà Trần, gần ngàn năm trước Phật giáo Việt Nam đang đi vào khủng hoảng song song với sự suy thoái đạo đức chính trị của hệ thống cầm quyền. Sự suy tàn của Phật giáo, theo đánh giá của tôi, đang đi song hành với sự suy đồi của đế chế cộng sản của ngày hôm nay.